chào tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 12. Bài số 12 gồm có các bước như sau. Bài 12 thì nó sẽ khác bài số 11. Bài số 11 chúng ta đánh tách từng dây một. Và bây giờ bài số 12 chúng ta đánh cả 3 dây cùng một lúc. Và muốn đánh được cả 3 dây cùng một lúc thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để đánh một cách nó dễ dàng nhất khi mình áp dụng vào cái cảm âm của bài số 12 này thì sẽ có các nốt như sau. Tất cả các học viên chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một cây bút và một cái sổ để chép cái cảm âm của bài số 12 này. Bài số 12 này nó gần như là bài số 11, gần như là giống nhau nhá, gần như giống nhau, nhưng mà cách đánh, nếu mà để nghe bình thường ấy thì là bài 12 này và bài 11 cách đánh nó khác nhau, nhưng cái nốt nhạc nó gần như là cái âm điệu, cái giai điệu nó gần như là giống nhau nhá. Đấy, nhưng mà cái cách đánh nó lại khác bài số 11. Bài số 11 chúng ta đánh là đánh tách từng dây một, và bài số 12 này chúng ta đánh cả 3 dây luôn đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu chép nhé. Dòng đầu tiên: son, 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 son. Mở ngoặc ra: la xí la son, la xí la son, la son, đô đô. Đóng ngoặc lại. Bởi vì cô này là cô, tại sao mình lại bảo là mở ngoặc đóng ngoặc? Bởi vì cô này là cô đánh nhanh. La xí la son đô đô, son son son, la xí la son đô đô. Tiếp tục: son đô la la son, son đô la la son. Rế la la son, lê la la son. Rê la la son. Tiếp tục: rê la đô, rê la đô, tế đô, đô. Rê la đô, rê đô đô. Rê ra, rê rê là đô rê đô đô. Nhắc lại nha, từ đầu nha. Đấy, tập lại nha. Son son son, la si la son la son, đô đô son đô, la la son. Và câu tiếp theo là son son la son, mi son, son son la son. Bài này nó áp dụng cái nốt lái của mình rất là nhiều, thì trong những bài mà chúng ta đã được học thì chúng ta đã học được những tất cả các nốt lái rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái nốt lái vào cái phần bài số 12 này. Đấy, thì cũng hơi khó, bởi vì vừa mới tập thì chắc chắn các bạn sẽ bị ngượng tay, và thứ hai là sẽ bị chậm tay này, và có thể đánh không hay này. Thế thì tập này nó phải có nhiều thời gian. Mình đánh cũng nhiều năm rồi, cho nên là mình mới đánh được như thế. Thì các bạn cũng vừa mới học thì các bạn đừng có nóng vội hay là tại sao mình lại chưa làm được. Vì cái môn nghệ thuật nó rất là khó, nên chúng ta phải đòi hỏi sự kiên trì. Bây giờ chúng ta sẽ đánh từ đầu nhá. Đến câu đô đô nhá. Son son son, không nhé.
Và câu tiếp theo, son sa la son mi son. Đây là câu
Và cái 5 đô này nhá, thì chúng ta đánh 4 đô trước, xong cái con đô tiếp theo là sẽ chuyển sang đây là đây là sòn rế đô là sòn đô. Đấy các bạn hiểu không? Có nghĩa là lúc nãy mình cho các bạn chép là có 5 đô đi cùng nhau đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta đánh 4 đô trước, một một đô tiếp theo là sẽ chuyển sang là đây là sòn rế đô là sòn đô. Sang cái câu là sòn rế đô là sòn đô đây nha. Các bạn hiểu hiểu không ạ? Đây nha. Rê 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 đô la sol rê, rê 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 đô la sol đô đô đô. Hết bốn đô đúng không ạ? Chết. Hết bốn đô đúng à, hết bốn đô đúng không ạ? Tiếp tục thêm một nốt à, tiếp tục thêm một nốt đô nữa. Rê 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 đô la sol đô đô đô. Đô la sol rê đô la sol đô. Đấy, đô 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 đô. Tiếp tục đô. Tiếp tục đô là sòn rê đô là sòn đô rê đô đấy tập lại nha. Bây giờ mình sẽ đánh lại từ đầu nhé, đánh rất là chậm nhé. Son nhá. Đây. Đây này. Nhá, hai dây này nó là một dây. Thì bây giờ chúng ta sẽ vuốt từ nốt này lên. Đây cho mình này. Đấy. Ta ghi thêm vào son do re do 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 do. Đấy là ở cái thằng cung này nó sẽ có là 4 đô nhá. Chúng ta ghi thêm vào nhá. Đấy mình đọc bị thiếu mất 3 đô nữa ở cái cây cái cầu kết. Son 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 si la si la son la son. Thì bài này chúng ta sẽ phải tập khoảng một tuần. Thì sau này chúng ta lại tiếp tục học bài số 13. Bài này nhá, các bạn học thì nó có một gần như là một điểm tương đồng với bài số 12 nhá. À, bài xin lỗi, bài số 11 nhá. Thì bài này nó đánh chung cả 3 giai điệu. Và giai điệu nó có khác một chút so với bài 11. Còn bài số 11 thì nó đánh tách từng giây một, thì nó khác với bài số 12 này. Vì bài 11 chúng ta đánh từng nốt từng giây một. Bài 12 này đánh cả 3 giây. Đấy, nó khác nhau ở cái điểm đấy. Và bài 11 thì cái lúc mà mình đánh vào mở đầu nó khác so với bài 12. Nhưng mà nó có gần như là một điểm tương đồng ở đoạn giữa này. Đấy thì khi chúng ta học bài 11 và bài 12 chúng ta phải sát đi được. Bài 11 nó khác bài 12 nhưng nốt nó gần như là giống nhau nhưng cách đánh nó khác nhau. Và sau bài 12 này chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 13. Và theo như mình đã nói từ đầu rồi thì là tất cả mọi người học xong 18 bài này thì mình sẽ giao
cho tất cả các học viên một cái bài độc tấu tự tự chọn do mình do các bạn tự tự nghĩ ra và tự đánh. Thì bạn nào đánh được hay nhất thì mình sẽ tặng cho các bạn, tặng cho một bạn duy nhất đánh được hay nhất tặng một cây đàn tính nhỏ để làm quà lưu niệm của lớp học này. Thì cũng rất là mong tất cả các bạn chăm chú học và chịu khó học tập và chịu khó tập đàn. Cũng mong tất cả các bạn làm được những gì mà mình đã truyền tải, và các bạn học thì sau này chúng ta có thể lên sân khấu được và có thể đi giao lưu tất cả các nhóm đam mê hát then ở trong tỉnh và ngoài tỉnh. Đấy thì cũng là một điều rất là vui. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả mọi người buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.